Dạ rồi, chào các cô ha. Hôm nay thì con quay video nha. Hôm qua thì con bận công việc quá cho nên là con không lên được. Hôm nay con lên video. Con bán đồ tôn nhung ha. Con là tôn nhung. Con sale cái giá rất là dễ cho các cô mua ha. Tranh thủ mua chiếc này nữa là hết rồi. Và thêm một điểm nữa là cái đồ này nè, hôm bữa mấy cô hỏi quá trời nhưng mà nhiều cô xài cái cục trắng đen á, cục đá á, không có biết chọn màu mã. Cho nên là con sẽ lên lại. Con sẽ lên lại cho các cô lựa. Tại vì đó là bây giờ like như vậy các cô khó lựa quá. Các cô khó lựa quá trời luôn. Khó lựa quá. Nên là con sẽ lên lại ha. Con lên theo mã các cô chọn ha. Mã size 2 ha. Size 2 thì từ 47kg quay đầu giúp con nha. Size 2 47kg quay đầu giúp con. Tôn nhung loại 1 bên con ha. Quần dài tay cọc. Mã số 1 size 2. Rồi mã số 1 size 2. Mã số 2 size 2. Quần dài tay cánh tiên. Quần dài tay cánh tiên 3 bộ 255.000 miễn phí ship. Nhận về 3 bộ tôn nhung 255.000 rất là rẻ luôn nha các cô. Rất là rẻ nha. Đồ bên con ha, trần mí đái, thắt lưng này nọ đều là đạp 2 3 5 kim cho các cô ha. Mã số 3 size 2 rất là đẹp các cô ơi. Nhận về bộ đồ chỉ có thích thôi. Size 2 là 47kg quay đầu giúp con. Dạ phiên like này ha, các cô tranh thủ ha, tranh thủ chốt đơn để không thôi là không kịp ha. Hết rồi, con nói hết rồi. Lô này là lô cuối rồi. Mã số 4 size 2 là tay tôn nhung ha. Tôn nhung tay cánh tiên 255.000 nhận về 3 bộ đồ. 255.000 nhận về 3 bộ đồ. Rất là rẻ nha. Mã số 5 size 2. Trời ơi, cái bộ đồ này nó đẹp. Bộ đồ này nó đẹp gì đâu luôn á. Tôn nhung các cô. Tôn nhung tay cọc quần chính tắc. Mã số 5 size 2. Mỗi bộ chỉ còn một màu thôi. Các cô ơi, nhanh tay chốt đơn các cô ơi. Tại vì thật ra tôn nhung này lâu lâu nó mới về, không có về hoài. Mã số 6 ha. Cô nào mà chốt mà có hai da thì con sẽ giảm cái hóa đơn có 5.000 ha. Hai bộ thì con giảm 10.000, có hai bộ hai da ha thì con giảm ha. Tức nghĩa là cô mua hai bộ nhung và một bộ hai da chỉ 250 thôi. Dạ rồi ha. Hai bộ nhung, một bộ hai da 250, một bộ nhung hai bộ hai da thì chỉ còn 245.000. Dạ ha, 245.000. Rồi. Mã số 6. Rất là rẻ luôn các cô ơi. Thiệt, tranh thủ đi. Cái lô hàng này con nói thiệt, đây là hai da nữa nè. Hai da mã 7 rất là đẹp nha. Hai da mã 7 tay là tay búp ha. Búp này của con không bị phải là hở lố lăn lâu, các cô cứ yên tâm. Và cái đường may nè, cái đường may dần trung này rất là đẹp. Và cái đường trần nè. Dạ đây ha, trần ha, trần đái đàng hoàng ha. Có trần đái cho các cô luôn. Nhận về một bộ đồ này hai da chỉ với 80.000 thì con nghĩ là rất là rẻ ha. Rất là rẻ luôn so với việc các cô mua những nơi khác ha. Phải về trần đái này nọ lại thì rất là tốn công tốn tiền nữa. Cái này là miễn phí ship cho các cô rồi, là rất là rẻ rồi ha. Mã 8 size 2 của con một bông rất là sáng ha. Bông rất là sáng và tươi luôn á. Bốc là nhung thì nó chỉ là sáng vừa phải thôi chứ không phải là sáng sáng chói đó. Mã 10 mã này là mã 7 mã 8 mã 10 mã 7 mã 8 mã 9
7, mã 8. Vậy là mã 9 á, con còn có 9 mã. 9 mã các cô, 9 mã. 9 mã thôi. 9 mã thôi ha. Đây là nhung tay cọc của con nha. Nhung tay cọc. Trời ơi, cái lô hàng này nó đẹp xuất sắc luôn các cô ơi. Con nói thiệt. Con nói thiệt. Mã 9 ha. Đẹp xuất sắc luôn các cô ơi. Thiệt thật sự luôn ha. Con lên size 3 nha. Con like tới tới luôn nha các cô. Con like tới tới luôn nha. Size 3 mã 11. Size 3 là sọc cargo rất là đẹp luôn các cô ơi. Các cô cứ việc yên tâm ha. Tôn nhung bên con là tôn nhung loại 1, mặc bao đẹp, bao ok ha. 12 12 size 3 là một cái. Con này là quần lửng. Con này là quần lửng. Rồi, cô nào mua bộ đồ này quần lửng size 3 ha. 12 quần lửng size 3 giá 75.000. Quần lửng size 23 giá 75.000. Bộ này có giá 75.000 ha các cô, lửng size 3. 75k size 3 nha. 12 còn có like 13. 13. Ôi, con kỳ quá. Kỳ lắm nha. Đưa cho mẹ, mẹ dục cho. Như vậy là không đốt, không tốt rồi nha. 13 tay cọc dây 3 75kg quay đầu giúp con. 75kg quay đầu giúp con ha các cô. Mười bốn xây ba là một hình lá me ha. 14 xây la một hình lá me ha các cô. Nhận về 255.000 cho ba bộ tôn nhung ha, rất là rẻ luôn. 255.000 ba bộ tôn nhung rất là rẻ ha. 15 cho một bộ xây ba sọc đen. 15 sọc đen, mặc bộ đồ này lên ha. Xanh đen á, trong điện thoại thì thấy màu đen, nhưng ngoài là xanh đen ha các cô. 15 cho một bộ xanh đen. 16 là một hình chiếc lá to. 16 là một hình chiếc lá to, hoàn toàn là tay cọc và tay búp ha. Hoàn toàn là tay cọc và tay búp. Quần là quần chín tóc. Quần là quần chín tóc ha các cô. Cô nào 1,5m thì như là quần dài ha. Quần dài, cô nào 1,6m thì như quần chín tóc, là trên mắt cá một xíu. Quần dài của con là cô cô 1,6m là 17. Mười bảy là một hình lá ha. 17 là một hình lá. Đây quần dài đây, cô nào mà 1,6m là mặc như quần dài ha. Đây là 1,6m của con, chiều dài là 93 ha. Chiều dài là 93 rất là dài ha các cô, nên các cô yên tâm ha. Cô nào thích quần dài thì cũng về đổi bên con. Mã 17 size 3 75kg quay đầu giúp con. Mã 18 là sọc ha. Sọc này rất là lạ ha các cô. 18 là sọc. Sọc rất là lạ luôn nha. Sọc 18 chín tóc tay cọc sọc. Lô này là lô cuối cùng bên con ha các cô. Lô này là lô cuối cùng bên con. Mẹ đang like, con đi lên trên con chơi một xíu cho mẹ đi. Một xíu mẹ xong rồi. Rồi con lên tiếp tục mã 19 size 4. Size 4 thì tầm khoảng 67kg quay đầu giúp con ha. 67kg quay đầu giúp con. 19 size 4, 67kg cho những cô nào cao 1,5m ha. 1,5m, 1,55m thì chọn size 4 giúp con. Nếu rộng rãi thì mặc size 5. 19 size 4, size 4 là vừa với 67kg ha.
20 size 4. Do là có cô là không biết chọn mã nên là con xin phép lên like lại 20 size 4 quần dài. 20 size 4 quần dài các cô. 20 size 4 quần dài rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp. Size 4 quần dài. Tay là tay búp, bông là bông vàng ha, nền tím. 21 size 4, 67 kg. Quay đầu giúp con quần dài. 22 size 4 à. 22 size 4 quần dài. Hai hai mươi hai size bốn quần dài. Sáu mươi bảy ký quay đầu giúp con ha. 23 quần chín tấc màu tím ha. 23 quần chín tấc màu tím, 3 bộ là 255.000 miễn phí ship cho các cô. 3 bộ là 255.000 miễn phí ship cho các cô ha. 23. 24. 24 quần dài tay búp quá đẹp luôn các cô ơi. Cái màu này nè sọc vuông. 24 này có một bộ duy nhất à. 24 67 kg quay đầu giúp con ha. Cô nào mà rộng rãi á say. Cái này là con đang nói số ký cho những cô nào mà 1,5 m nha. 27 size 4. Trời ơi tay cọc này cô ơi. 27 size 4 quá xuất sắc luôn. 255.000 nhận về 3 bộ đồ. 255.000 nhận về 3 bộ đồ rất là đẹp luôn. 25 size 4 quần dài. 25 size 4 quần dài. Trời ơi, ta nói chứ. Quần dài cô, quần dài nha. Cô nào mét 6 là mặt dài bằng nói chung là chiều dài của cái quần dài này là 93. 93 ha. 26 size 4. 255.000 cho 3 bộ nhung ha. 255.000 cho 3 bộ nhung rất là đẹp luôn các cô nhìn nè. Xuất sắc gì đâu luôn á. 255.000 về cho 3 bộ nhung rất là đẹp luôn các cô ơi, quần dài ha. Đây. Mặc cho mẹ đi. Lấy mặc giúp mẹ đi. Mẹ cảm ơn. Để có một xíu hai con lên nữa, còn xe 5 xe 6 nữa. Hai mươi sáu rồi con, 27. Rồi mẹ cảm ơn. 27. 27 là hai nha cho quần dài ha. Cô nào mua hai bộ hai da kèm theo thì con bớt mỗi đơn là thêm 10.000 miễn phí ship luôn ha. 27 hai da. Quá đẹp luôn các cô ơi. Hai da ha. Mua với kèm với nhung thì con miễn phí ship cho cô ha. 28 hai da. Hai da nhưng mà đẹp lắm, giải hai da có cô nhận là đẹp lắm. Đẹp cực kỳ. Đẹp cực kỳ luôn á. 255.000 ha. 255.000 nhận về 3 bộ đồ ha. 255.000 nhận về 3 bộ đồ. Hai da này quá xuất sắc luôn các cô ơi. 28. 29. Dạ, con giảm 5.000 cho mỗi đơn ha, chỉ còn 250 thôi. 250 thôi ha. 250 khi mà mua hai da kèm theo ha. Trời ơi đẹp chưa các cô. 29. 29 bông rất là đẹp xuất sắc luôn này các cô. 29. Size 4 67 kg quay đầu giúp con. 30. 30. 30. Quần là quần dài hả các cô? 30. Rồi cái bông nè. Rồi các cô thấy chưa?
quá là đẹp luôn. 67 kg, quay đầu giúp con giảm 5.000 ha khi mua đồ hai da. 31. Wow, cô Hà, tay là tay búp ha, tay là tay búp, quần là quần dài ha, quần là quần dài rất là đẹp luôn. 3 bộ như vậy các cô mua 3 bộ hai da các cô mua với giá là 245.000. 3 bộ các cô mua hai với giá 245.000. Size 4 thì các cô mua hai nhung một da thì con sẽ bớt cô 5.000 ha. Rất là đẹp luôn. 32. Mua nhung không thì chỉ còn 245.000. Ê, mua hai da không thì chỉ còn 245.000 thôi các cô ơi, rất là rẻ luôn ha. Trời ơi, 245.000 rất là đẹp luôn này các cô ơi, bông gì đâu ha. Nhận về rất là đẹp, hiện tại trên người con ha vẫn là hai da nha các cô. Mặt rất là đẹp, chỉ có cái tội nó rút thôi chứ mình giải nó rất là mềm, nó rất là mát và thấm hút mồ hôi rất là ok. Không phải là hai da loại 2, tại vì con phân biệt như vậy để cho các cô hiểu là nó rút nhiều và rút ít thôi, chứ cái thằng chất liệu là con bao hàng với các cô ha, hai da hay gì là vẫn y gan nhau, nên là cái giá đó con chỉ giảm ít à, không nhiều đâu. 33. Hai da này các cô nhận hàng thì chỉ có khen thôi, con nói thiệt. Size 4 quần dài. Rất là đẹp ha các cô. Cổ là cổ chữ V này ha, tay là tay búp nè, quần là quần dài nè. Xuất sắc lắm các cô ơi. Các cô thử mua hai da đi, con bán hai da không phải gọi là hai da đỉnh của chóp đâu. 35. 35. Quần dài tay là tay búp ha, rất là đẹp luôn các cô ơi. Mua bộ đồ này 2-3 bộ tay hai da chỉ có 245.000 thôi, quá xuất sắc luôn. Mua bộ đồ hai da chỉ với 245.000 thôi. Có nhung vô thì thêm 10.000 ha, còn mà mua hai nhung một da thì chỉ còn 250 thôi. 36. 36. Wow, đẹp lắm các cô ơi, xuất sắc thì đâu luôn á. 36. Đẹp lắm, con nói thiệt các cô nhận là chỉ thích thôi. 37. 37. 37. 37. Xuất sắc các cô ơi. 5 nha. Size 5 cũng có hai da nữa nè. Nhưng mà giờ con lên ha các cô, tùy theo các cô thôi, sở thích thôi. 38. Tùy sở thích của các cô ha. 38. Size 5 thì 70 kg ha, 70 75 kg ha, tùy theo chiều cao ha. 38. 39. Hồi nãy sọc vàng thì bây giờ là sọc hồng. Wow, đẹp chưa các cô ơi. Tay là tay búp ha. 39. Quần là quần chính tắc ha. Quần là quần chính tắc. 40. Sọc này đẹp lắm các cô ơi. Quần này là quần dài nè. Quần này là quần dài nè. 40 tay cọc quần dài. 255.000, nhận về 3 bộ đồ quá xứng đáng luôn các cô ơi. Không miễn không tốn tiền ship cũng gì. Mẹ giỡn con. 41. 41 là màu tím ha. 41 là màu tím, rất là đẹp luôn các cô ơi. 41 là màu tím ha. 42. 42 là lá ha. Size 5 quần dài,
ngày á thì tầm khoảng 70 72 kg ha. 75 kg vẫn vừa. 75 kg nhưng mà thường các cô với số ký đó thì cái bề ngang này nó hơi to á, cho nên nó không gọn người á, cho nên con hay lên size, con chỉ nhích size càng lớn con chỉ nhích lên 5 kg thôi. Size càng lớn con chỉ nhích lên 5 kg thôi. Bốn mươi mốt, 42, 39, 40, 43, 44, 43 cũng là sọc luôn các cô ơi. Size 5 con còn sọc nhiều ha. 43 này là quần dài tôn nhung nha các cô. Quần dài tôn nhung bên con à, 43. 44 sọc luôn các cô ơi. 44 sọc luôn, 44 sọc luôn. Quá xuất sắc luôn các cô à. Quần này là quần lửng nha, 79 tấc. Dạ con lên hai da nha. 45 hai da, size 5. Mua hai da kèm theo thì mỗi đơn con bớt 5.000 ha. Còn mua mà hai da không thì bớt 10.000. Bớt 10.000 cho các cô ha. 45 rất là đẹp, size 5. Size 5 các cô ơi, rất là đẹp ha. Quần là quần chính tắc ha các cô. Quần là quần chính tắc ha. Bảy quần là quần chính tắc cho hai da ha. Bông này là bông nhí nha các cô. 47 quần là quần chính tắc nha. 48 nền đen bông sáng size 5. 48 nền đen bông sáng size 5 rất là đẹp ha. 48 ơi, rẻ lắm luôn. 3 bộ hai da mà với chỉ với là 245.000 nha. Mua kèm theo hai nhung một da thì chỉ còn 250 thôi, 250 thôi, miễn phí ship nhận về ba bộ đồ, rất là rẻ luôn các cô ơi. Bây giờ con lên size 6 nha. Size 6 thì con vẫn tính giá ba bộ size 6 hai da con tính cho các cô là 250. 250 ha các cô, 250. Con không bớt thêm nhiều tại vì size 6 nó tốn giải nhiều quá, không có thể nào bớt thêm nhiều được. Là 250 nhận về size 6 3 bộ ha. 49 màu này đẹp lắm các cô ơi, con dơ lên cho các cô xem nè. Rồi ơi, 49 xuất sắc luôn. 49 xuất sắc luôn. 50 đẹp lắm. Size 6 ha, tầm khoảng 80kg, 85kg vẫn vừa ha. 50 tùy theo chiều cao ha, cô nào mà cao 1,5m thì 80 thôi. 51 quá đẹp. 51 size 6 khỏi sợ ha. Bên con đường chỉ mai thì các cô khỏi sợ ha. Chắc vải thì các cô càng yên tâm nữa. Đừng sợ nha, đừng sợ, cứ thử mua bên con đi. 52 53 53 rất là đẹp.
đẹp ha các cô ơi. 250 cho 3 bộ đồ size 6 nha. Size 6 con chỉ bớt được 5.000 cho các cô thôi. Rất đẹp luôn các cô ơi, không có chơi đâu. 54 size 6, rất là đẹp luôn, con nói thiệt các cô nhận về là rất thích luôn á. 54 size 6. Chắc phải con đụng vô nó mềm, nó mát cực kỳ luôn, con nói thiệt. Không có từ nào mà diễn tả luôn á. Cái màu này nó nhã gì đâu luôn các cô, nhìn nó sáng lắm luôn á. Họ thấy chưa, xây sáo ha, rất là to. 55 xây sáo. 57 xây sáo. 57 xây sáo. 57 xây sáo. Bộ đồ này bán rất là chạy luôn các cô, rất là chạy luôn. 58 size 6, 85 kg tùy theo chiều cao ha. 58 size 6 tùy theo chiều cao ha, nhưng mà rất là đẹp ha. Cái bộ đồ này ha rất là đẹp luôn các cô ơi, mặc lên rất là sang nha, rất là sang nha. 57. 57 58. 58. Rồi con còn 59 mã nha, hết trơn rồi. Hết trơn luôn rồi, 59 mã. 59 mã hết trơn luôn các cô ơi. 59 mã. 59. Ừ này là quần lửng gì á. Sao quần chín đất. Quần chín đất rồi nghe các cô. Quần chín đất rồi ha. 59. Rồi con hết trơn luôn á. Các cô mua ủng hộ con với. Con hết cái lô hàng này nữa là tầm khoảng 1 tháng nữa con mới về lô Tôn Nhung. Dạ nên là các cô tranh thủ ha, và cái giá không có rẻ như là cái giá này đâu ạ. Tôn Nhung ở ngoài thị trường không có bán cái giá 85.000 một bộ đâu, mà lại miễn ship nữa, rất là hời cho các cô, nên các cô tranh thủ ha, tranh thủ ha, tại vì còn có vài mẫu vài size thôi nên là phải sale bán giá này giảm cho các cô ha, giảm qua giảm lại cô cháu mình đều vui ha. Dạ rồi cô xin phép xuống like ha. À cái số điện thoại này là bên con ha, các cô liên hệ với con qua số điện thoại là 0343 300 210. Shop Mỹ Dung xin chào và hẹn gặp lại các cô ạ. À, sắp tới con sẽ về nhiều mẫu và đồ rất là đa dạng luôn. Mong các cô sẽ ủng hộ và yêu thương con. Con cảm ơn ạ. À.